X51 Story mến chào quý thính giả. Stephen Hawking là ai? Tên đầy đủ của ông là Stephen William Hawking. Sinh vào ngày mất của nhà thiên văn học lừng danh Galileo Galilei, mùng 8 tháng 1, mất vào ngày sinh của Einstein, ngày 14 tháng 3. Dường như đó là định mệnh dành cho tượng đài bất tử của ngành vật lý thiên văn học. Và có lẽ, Stephen Hawking là minh chứng điển hình nhất cho câu cách ngôn, mỗi con người là một tiểu vũ trụ với rất nhiều màu sắc truyền kỳ. Ngày nhỏ, kết quả học tập của ông hầu như đứng ở nhóm cuối lớp. Mặc dù điểm số không tốt nhưng giáo viên và bạn bè đều phải công nhận tố chất thiên tài của ông. Một lần nữa, người ta đặt ra câu hỏi Stephen Hawking là ai bởi ông còn được gọi với một biệt danh khác là Einstein. Năm 1959, nhà bác học tương lai Stephen Hawking vào học tại Đại học Oxford khi 17 tuổi và 18 tháng đầu tiên ông thấy chán học cũng như cực kỳ cô đơn, bởi phần lớn sinh viên đều nhiều tuổi hơn ông và vì ông thấy việc học hành dễ một cách kỳ cục. Thế là với bằng cử nhân hạng nhất tại Oxford, ông bắt đầu học thạc sĩ tại Đại học Cambridge từ tháng 10 năm 1962. Đây cũng là những ngày tháng đánh dấu sức khỏe của ông bắt đầu suy giảm. Ban đầu tứ chi của giáo sư Stephen Hawking dần dần tê liệt, teo nhỏ và rồi mất đi khả năng vận động. Vậy Stephen Hawking bị bệnh gì? Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã xác định rằng ông mắc phải căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, ALS, và được thông báo chỉ có thể sống thêm 2 năm nữa. Hẳn nhiên, ông rơi vào trạng thái trầm uất và thất vọng. Tuy nhiên, chính lúc này, mối quan hệ của ông với người vợ thứ nhất Jane White có một bước ngoặt mới và họ đính hôn vào tháng 10 năm 1964. Như giáo sư Stephen Hawking đã từng nói, dấu mốc này đã cho ông điều gì đó để sống vì nó. Tình yêu giúp ông quay trở lại với công việc. Sau 25 năm sống với Jane White và có 3 người con, hai người ly dị năm 1995 do ông phát sinh tình cảm với nữ y tá chăm sóc ông tên là Erlene Mason. Thế nhưng cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai của nhà bác học Stephen Hawking cũng không được bao lâu. Năm 2006, ông thân thiết trở lại với người vợ đầu và các con sau khi ly dị người vợ thứ hai. Năm 2014, cả hai hạnh phúc sánh đôi đến tham dự bộ phim The Theory of Everything nói về cuộc đời của nhà vật lý học Stephen Hawking. Có lẽ, hiếm người đến được gần bản ngã của ông như nam diễn viên Eddie Redmayne. Nhận vai Stephen Hawking trong The Theory of Everything, một biểu tượng mà tất cả mọi người đều biết, một nhà khoa học thiên tài, một người vẫn còn đang sống đây. Eddie sợ tất cả những gì mình nghiên cứu, biết và nghĩ về Hawking đều sai. Nỗi lo lắng nhân lên gấp bội, khi có người kêu lên với anh trong buổi tập đầu, không không, Eddie, tóc của Stephen Hawking còn phải rối bù hơn thế. Và 5 ngày trước khi bấm máy, anh xin ông một cuộc hẹn. Cuộc gặp chỉ bao gồm 8 đoạn đối thoại, chúng càng khiến Eddie cảm thấy mình bé nhỏ và choáng ngợp khi đối diện với huyền thoại sống của khoa học đương đại. Xong, anh bình tâm lại khi ông yêu cầu anh gọi mình là Stephen một cách thân mật chứ không phải thưa giáo sư. Và thấm vào anh là sự hài hước cùng một tuyên ngôn của ông: ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng. Để rồi ngày công chiếu, Stephen đến và nói: ta sẽ xem hay giờ thế nào nào. Eddie trả lời: Stephen, nếu giờ, xin ngài đừng đi vào chi tiết được không. Phần còn lại là thành công vang dội của bộ phim, mà những giọt lệ của chính Stephen là phần thưởng lớn nhất. Từ năm 2014, vợ chồng Stephen Hawking lại thân thiết với nhau như chưa từng có sự xa cách và cùng chung sống với các con đến cuối đời. Và 55 năm trôi qua kể từ ngày được chẩn đoán mắc căn bệnh kỳ dị, nhà bác học vĩ đại không chết nhưng hoàn toàn phải sống dựa vào chiếc xe lăn và giao tiếp qua ánh mắt, đặc biệt là qua một thiết bị tổng hợp giọng nói. Cho đến đầu năm 2018, nhà khoa học Stephen Hawking từ giã cõi đời ở tuổi 76, trở thành bệnh nhân ALS sống lâu nhất từ trước đến nay. Ông để lại một di sản khổng lồ với các công trình nghiên cứu về vũ trụ thiên văn học và vật lý lý thuyết, tiêu biểu như bức xạ Hawking, hố đen vũ trụ. Ngoài ra, ông còn tốt nghiệp tiến sĩ và chiến thắng thắng giải Adam Prize bằng bài luận về toàn bộ vũ trụ dựa trên điểm dị biệt thời gian và không gian. Cùng với các cộng sự, giáo sư Stephen Hawking còn khám phá ra định luật thứ hai của động lực học về hố đen và chứng minh làm thế nào bức xạ có thể thoát khỏi lực hấp dẫn, hiện được gọi là bức xạ Hawking. Nhà khoa học đại tài đã đóng góp cho lý thuyết về sự giãn nở vũ trụ và đề xuất rằng thời gian không tồn tại trước Big Bang và do đó khái niệm về sự khởi đầu của vũ trụ là vô nghĩa. Cuốn sách Lược sử thời gian ra đời như một tài liệu về khoa học phổ thông được viết bởi nhà bác học thiên tài Stephen Hawking và trở thành cuốn sách bán chạy nhất với hơn 10 triệu bản được bán trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này cũng có một quan điểm vô cùng nổi tiếng của ông về Chúa và đức tin: không có Chúa, không ai tạo ra vũ trụ và không ai định đoạt số phận của chúng ta. Những phát hiện mới đây của con người đã trả lời cho những câu hỏi lớn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học vĩ đại Stephen Hawking. Nhà vật lý vĩ đại người Anh Stephen Hawking đã ra đi mãi mãi, nhưng những câu chuyện về mảnh đời của ông vẫn không ngừng làm giới khoa học và những người quan tâm ông phải đau đầu, để rồi đến bây mới tìm ra những lời lý giải. Đánh giá từ những bức ảnh do tàu thăm dò vũ trụ của Trung Quốc quay lại, nửa tối của mặt trăng không quá phóng đại như chúng ta vẫn nghĩ, cũng không có cái gọi là căn cứ của người ngoài hành tinh.
Rất nhiều miệng núi lửa với kích thước khác nhau được chụp lại cho thấy mặt trăng thường xuyên bị các tiểu hành tinh va vào. Dù nhân loại đã làm chủ được công nghệ, nhiều lần hạ cánh lên mặt trăng nhưng hầu hết các loại máy dò sau đó đều không thể phục hồi, và chúng trở thành rác thải trong không gian và trôi nổi trên bề mặt của mặt trăng. Ngoài ra, một số lượng lớn kim loại không xác định cũng được tìm thấy tại nửa tối của mặt trăng. Qua quá trình thu thập và phân tích mẫu, các nhà khoa học kết luận đây là kim loại tự sản sinh ra từ mặt trăng chứ không phải rác kim loại do con người thải ra. Sự hình thành các kim loại này có thể do va chạm với thiên thạch, hoặc được hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa trên mặt trăng. Dù nhà vật lý thiên văn học Stephen Hawking đã qua đời nhưng ông từng cảnh báo loài người không nên quá quan tâm đến các hành tinh xung quanh, nếu không sẽ phải hối hận. Phương tiện khoa học công nghệ hiện nay vẫn còn hạn chế. Nếu nóng vội thì có thể nhân loại phải gánh chịu những hậu quả không thể tưởng tượng được. Bởi chúng ta không biết nếu thực sự tìm thấy một nền văn minh mới thì sẽ nên đối mặt với nó như thế nào. Nếu con người cứ mù quáng tìm cách khám phá thế giới bên ngoài vũ trụ một cách nhanh chóng và bỏ qua sự an toàn của nền văn minh nhân loại, lời cảnh báo của nhà bác học thiên tài Stephen Hawking có thể sẽ trở thành hiện thực. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, thế giới thương tiếc tiễn đưa một trong những nhà vật lý hiện đại vĩ đại nhất Stephen Hawking. Ông ra đi, nhưng chiếc xe lăn đã đồng hành cùng ông hàng chục năm không được các nhà khoa học cho an táng cùng. Bởi chiếc xe lăn này không phải là xe lăn thông thường mà là xe lăn công nghệ đen, sử dụng hệ thống máy tính công nghệ cao và có thể truyền tải lời nói của con người. Theo tờ báo The Times của Anh, mọi người muốn giữ lại chiếc xe lăn để những câu danh ngôn được lưu trên hệ thống của giáo sư Stephen Hawking không bị thất lạc và được bảo quản nguyên vẹn. Ông đã ngồi trên chiếc xe lăn và tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết. Những giọng nói này sẽ là bảo vật quý giá trong giới học thuật. Bởi âm thanh trong bài phát biểu không phải là giọng nói của chính ông, mà nó được phát ra thông qua sự nhận biết và xử lý tinh tế của bộ xử lý khuôn mặt, sau đó là máy tính và bộ xử lý âm thanh. Thiết bị phát âm thanh mà nhà bác học đại tài Stephen Hawking sử dụng đã có tuổi đời hơn 30 năm và đã đạt đến giới hạn sử dụng. Bộ xử lý âm thanh đã cũ này được thay thế bằng một bộ tổng hợp giọng nói hoàn toàn mới được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 4 năm. Chúng giúp xử lý âm thanh ở một mức độ nhất định, chân thực và rõ ràng hơn. Ban đầu bộ xử lý phát âm thanh là sử dụng phát âm Anh Mỹ, khiến cho một người sinh ra và lớn lên ở Anh như ông không hề hài lòng. Thậm chí nữ hoàng Anh cũng từng phàn nàn về chiếc máy này. Điều bất ngờ nhất là bộ xử lý âm thanh qua máy tính mới lắp trên chiếc xe lăn của ông hóa ra là của hãng Lenovo đến từ Trung Quốc. Còn cảm biến hồng ngoại được sử dụng là nhãn hiệu của Mỹ. Chiếc máy nhỏ này được lắp trên kính và nhận diện nét mặt của giáo sư Stephen Hawking để truyền tải thông tin. Hơn nữa, nhà khoa học Stephen Hawking đã dành phần lớn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn. Nếu không có chiếc xe lăn công nghệ cao này, ông đã không thể truyền đạt nhiều lý thuyết học thuật của mình cho thế giới đến vậy. Theo quan điểm y học, căn bệnh của Stephen Hawking được gọi là xơ cứng teo cơ. Bệnh này từ từ khiến con người mất kiểm soát cơ thể, cuối cùng là mất khả năng vận động và tử vong. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra chứng bệnh này, nhưng nó có thể liên quan đến gen di truyền hoặc một loại virus chưa được biết đến. Có một giả thuyết nổi tiếng cho rằng căn bệnh của ông là do người ngoài hành tinh gây ra, bởi ông có một bộ não phi thường và nắm giữ những kiến thức siêu nhiên về vũ trụ và không gian học. Người ngoài hành tinh sợ rằng ông sẽ tiết lộ ra sự tồn tại của họ và loài người dần dần sẽ tiêu diệt họ, nên đã gây ra căn bệnh quái dị này. Nếu người ngoài hành tinh ghé qua trái đất, kết quả sẽ giống như khi Columbus đặt chân đến châu Mỹ, vốn không mang lại điều gì tốt đẹp cho dân da đỏ bản địa. Một dự báo đầy bi quan như vậy được ông đưa ra lại càng khiến cho giả thuyết trên được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn vô căn cứ. Mặc dù đúng là căn bệnh này rất hiếm gặp trên thế giới, nhưng khi nhà vật lý học Stephen Hawking mắc căn bệnh này, ông mới chỉ là một học giả ở độ tuổi 20, chưa hề có thành tựu nghiên cứu khoa học nào và cũng chưa đưa ra những lời tiên tri chấn động địa cầu. Như vậy không lẽ người ngoài hành tinh muốn giết người chứ không phải giết Stephen Hawking? Vào năm nhà khoa học Stephen Hawking được chẩn đoán mắc căn bệnh quái dị, người vợ đầu tiên Jane White vẫn quyết định kết hôn với ông mà không hề do dự, đồng hành cùng ông chống chọi với bạo bệnh trong suốt 25 năm. Không ít người đặt ra câu hỏi một người bị liệt từ năm 21 tuổi và phải ngồi xe lăn nửa thế kỷ, tại sao vẫn có thể có đến 3 người con? Trên thực tế, ở thời điểm giáo sư Stephen Hawking được chẩn đoán mắc căn bệnh này, tuy thể chất không còn tốt như trước nhưng ông vẫn có thể di chuyển bằng não, hay nói một cách khác, ông vẫn có sinh lý bình thường như bao người khác. Các con của Stephen Hawking và Jane White cũng được sinh ra trong vòng 2-3 năm sau khi kết hôn, đó còn là ba đứa trẻ rất dễ thương và khỏe mạnh. Hai con trai của ông đều là giám đốc điều hành của các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, và con gái là một nhà văn viết về khoa học viễn tưởng. Cuộc đời của nhà bác học thiên tài dị biệt Stephen Hawking chứa đầy những huyền bí như những câu chuyện cổ tích. Từ một người khỏe mạnh trở thành một người chỉ có thể sử dụng ba ngón tay và đôi mắt để nói chuyện, ông đã truyền cảm hứng cho cả nhân loại không chỉ vì những thành tích ấn tượng trong giới khoa học, mà còn vì ý chí và nghị lực phi thường để đấu tranh với căn bệnh quái ác. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.